Dạ vâng, thân ái chào các bạn. Mình hôm nay đang setup lại cái máy là hồi Dạ vâng, thân ái chào tái ngộ các bạn. Hồi xưa tỷ phú Hà Tiều có tài trợ cho mình một số tiền, mình mua cũng khá nhiều dụng cụ máy móc dây nhợ, mà cuối cùng qua mấy năm dọn nhà bây giờ còn lại cái sợi dây này, thành ra là máy móc giờ cũng mất hết, hư hết rồi. Dọn nhà cũng đã luôn tôi cũng không có mang đi theo, thành ra còn sao mà còn lại cái sợi dây. Để hôm nay mình thử gắn cái này vô qua cái laptop thử coi nha, để mình sẵn mình gắn để chuẩn bị ngày mai mình có cái hẹn làm chương trình với Du Tăng Thích Minh Tánh. Mình sẽ gọi hẹn để đón Bác Cường lên, nếu mà Bác Cường khỏe thì sẽ làm chương trình chung với Du Tăng với Bác Cường. Mình đã sẵn là mình cũng gắn thử cái này vô luôn để chuẩn bị cho ngày mai và trong tương lai nếu mà còn làm chương trình với hai người thì sẽ có thêm máy móc để mà mình làm chương trình nha. Bây giờ thử cái con này. Rồi. Mình thử mình gắn coi là đây nó đúng là cái ra đồ để gắn vào đây hay không. Không biết máy mình có đồ gắn không. Đây là mua lộn rồi. Rồi cái này là không có gắn được rồi các bạn ơi. Cái này là cái đầu này nó gắn vô đâu, nó đâu có gắn vô đây được. Vậy là hồi đó mua lộn cái dây này rồi. Thôi nếu vậy cái này mai mốt tính nha. Cái này để phải coi tắt ở đâu đấy, tự nhiên nó mở lên mà quên nè, tự nhiên nó bị mình bấm trúng cái gì cho nó on rồi. Thôi để mình sẽ tắt đi rồi mình tính sau nha các bạn. Cái lúc tắt của nó ở đâu rồi. Rồi cái đó tính sau. Hồi nãy mình có đi ăn tối ở nhà hàng Vân, nhưng mà ăn mình tưởng là đủ giờ thì nhìn đồng hồ đổi là đã mới có 8:30, nhưng mà chắc nhà hàng vẫn xài giờ cũ, thành ra họ đã đóng cửa. Thành ra mình ăn nửa chừng mình phải to go mình mang về. Thấy con mình ngồi đang ăn kỳ quá mà mình ăn rất là chậm. Bây giờ mình rồi. Dạ vâng, thân ái chào các bạn. Bây giờ là tối chủ nhật ngày 5 tháng 11 2023, bắt đầu lại quay lại chuẩn bị là hết tuần đầu của tháng 11 rồi, sắp sửa qua năm mới 2024. Nhưng mà năm 2023 cũng còn rất nhiều biến động, còn 2 tháng cuối sắp sửa đến lễ Thanksgiving và qua mùa lễ Noel. Thành ra những ngày lễ để mà gặp gỡ gia đình vẫn còn ở phía trước. Và hiện giờ thì trên thế giới ở Trung Đông đang là cái lò lửa, cũng như là cuộc chiến Ukraine, giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Thành ra nói chung là mấy bữa nay Khải không có muốn nói về những cái đề tài đó, tại vì Khải không có muốn để các bạn mất công lại thêm. Đã có nhiều người có những cái ấn tượng không tốt về Khải, thành ra Khải không muốn là mọi người lại thấy Khải giống như một số nhân vật gần đây đu dây điện xưng là tiên, là thánh, là Chúa Giêsu, là Phật, là giáng tái thế rồi này kia, thì mất công mọi người lại cảm thấy là đặt vấn đề với Khải nữa. Thành ra tạm thời Khải chỉ nói là tạm thời Khải không có muốn bàn về đề tài này, tại vì nói chung là nó cũng rất là phiền phức. Bây giờ trở lại, giống như người ta nói đúng không ạ, nói được làm được, biết nói người ta thì mình cũng phải nhìn lại mình. Thành ra sẵn đây Khải nói luôn là Khải mời các bạn nghe một cái clip của anh Minh Giang, cái kênh Trực Diện Vấn Đề. Thì không biết hiện giờ Khải vẫn sử dụng kênh anh ta, và anh ta vẫn lâu lâu làm chương trình xong vẫn message gửi cái link cho Khải để Khải xem. Có nghĩa là có cái sự tương tác với nhau, giống như cách đi
vài tuần, một hai tháng, vô tình gặp lại nhau ở Gypsy thì có mời Khải và anh Nguyễn Hồng Phúc đi ăn và vẫn chào hỏi nhau bình thường. Nhưng mà giống như Khải nói là cái chuyện trong tương lai mình không biết được, tức là cái vị thế, cái quan hệ giữa Khải và anh Minh Giang sẽ là ở cái vị thế nào thì vẫn còn ở phía trước, chưa biết được. Nhưng mà ít nhất là hồi Khải xem cái clip của anh thì Khải mới nhớ lại là hồi tối hôm qua, thì khi mà Khải nặng lời, Khải lên án và Khải có nhắc nhở, có buộc miệng Khải đặt vấn đề với quý khán thính giả Đồng Hương đó, thì sau khi nghe cái clip của anh Minh Giang thì Khải phải ghi nhận, nhìn lại và thấy rằng là giống như hồi xưa, như là coi như là những cái tục ngữ hay là những cái hồi xưa ở Á Đông mình, ở Trung Quốc, ở Việt Nam đó, thì hay nhắc lại cái câu, nhưng không biết của Khổng Tử hay ai nói là cái người nào mà chê ta mà chê đúng thì là thầy ta. Thì Khải không dám gọi anh Minh Giang là thầy, nhưng mà rõ ràng Khải phải công nhận là khi mà nghe cái clip của anh xong thì tự nhiên mình mới chột dạ và mình cảm thấy ồ, vậy là mình sai. Anh Minh Giang anh không có trực tiếp anh gọi điện thoại cho Khải, hay là anh làm cái clip anh không có trực tiếp anh nhắc Khải, như đôi khi Khải cũng ngứa miệng, Khải hay cà khịa, Khải hay chỉnh sửa lưng người này, chỉnh người kia, chỉ giáo người nọ, coi như là lên lớp năm qua giáo dục trí tạ Charlie, ví dụ như vậy. Thì anh Minh Giang anh không đến độ mà anh gọi thằng tên Khải, anh chỉ ra những cái sai của Khải. Bây giờ trở lại, tức là Khải xem cái clip của anh Minh Giang thì Khải thấy rõ ràng là tối hôm qua Khải đã lỡ lời, tức là Khải đã phát ngôn mà chưa có uống lưỡi đúng 7 lần hoặc là nhiều hơn, chưa có cân nhắc, chưa có suy nghĩ chín chắn. Và khi mình nói như vậy là mình nói gọi là, nó gọi là gì ha, không biết là lộng ngôn, vọng ngôn, hay là nói chung mình nói chưa có chuẩn, chưa có chính xác. Thành ra cho phép Khải không có dám nói anh Minh Giang là thầy của Khải, nhưng mà giống như Khải nói, ít nhất là đến tuổi này thì từ từ mình cũng từ từ hạ xuống mặt đất, đúng không ạ? Không có cần đu dây điện bay trên trời mà lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng mình là ánh sáng, là chân lý, là mình biết hết mọi sự, mình không bao giờ sai. Thì nghe cái clip của anh Minh Giang thì phải ghi nhận và thấy ra được cái thiếu sót của mình. Thì hôm nay thứ nhất là Khải xin lỗi với quý khán thính giả, tối hôm qua Khải đã chửi những người mà không có đứng lên, mạnh dạn đứng lên phản biện, tố cáo, đối chất, hoặc là lên án, hoặc là đặt vấn đề với cái đám dân cử, yêu cầu họ phải họp báo, phải tường trình, phải lên tiếng, và mai mốt muốn nhân danh quý vị, nhân danh cộng đồng, nhân danh chúng ta vỗ ngực tự xưng là lãnh đạo cộng đồng, thì trước khi làm cái gì thì phải hỏi ý chúng ta, phải báo cáo cho chúng ta biết và phải tường trình sau khi sự việc xảy ra. Thì Khải xin lỗi, có nghĩa là Khải không có quyền khi mà nặng lời láo lếu mà nói là quý vị mà không làm như vậy là quý vị hèn nhát, quý vị là bò, là kiều. Thì Khải nghĩ lại, Khải mới thấy là sau khi xem cái clip của anh Minh Giang thì Khải thấy là anh không nói thẳng ra, nhưng mà không biết anh có cố tình hay là anh khéo léo tinh tế gì Khải không biết, nhưng mà xem cái clip thì Khải thấy rõ ràng là ảnh đặt vấn đề vào đúng cái trọng tâm của vấn đề, và chuyện nào ra chuyện đó, ảnh lên án những cái đối tượng cần phải lên án, và ảnh đã coi như là rất là cụ thể, rất là chính xác, nói chung là như vậy. Thay vì như Khải tự nhiên bung ra là chửi tưới hột sen, lên án cộng đồng, lên án khán thính giả, lên án cử tri, lên án Đồng Hương một cách vô lối như vậy, là cái nông nổi của Khải. Khải xin lỗi. Trở lại, ý Khải nói như vậy, thứ nhất là Khải đồng tình với anh Minh Giang là Khải lên án truyền thông báo chí. Những cái đứa bao nhiêu lâu nay tự xưng là nhà truyền thông, có kênh YouTube,
vạch áo người này, soi mói người kia, lên án người nọ, vu khống chụp mũ, kết án đấu tố, gọi là vung vít hết. Thì những cái thành phần đó nếu mà không có lên tiếng câm mõm sau khi ông đại sứ Mark Napper ông đến thăm Little Sài Gòn, mà những cái đứa dân cử này, đứa thì né, không có dám công khai gặp mặt ổng ở Phước Lộc Thọ, ở những cái địa điểm công cộng, nhưng mà lại lén lút là đi ăn với ổng, rồi khoe khoang là có mấy chục âm binh Tây Sai, lãnh tụ cộng đồng, lãnh tụ tôn giáo để mà đón tiếp ổng, mà không hề báo cáo cho đồng hương, cho cử tri, cho khán thính giả biết là tụi bay gặp ông này nói cái gì, làm cái gì, và lập trường, chủ trương, đường lối, chính sách và cái chỗ đứng của tụi bay, lập trường của tụi bay đối với cái hành động của ông đại sứ này, đối với chính sách của Hoa Kỳ và Việt Nam ra sao, coi là nó có đúng với ý của đồng hương, hợp với nguyện vọng của cử tri hay không. Thì nếu mà những cái đứa mà bao nhiêu lâu nay sống bằng nghề truyền thông, vỗ ngực xưng tên là nhà truyền thông, ký giả, chính thống báo chí, kênh đài gì đó, hoặc là lãnh tụ, hoặc là đại diện, hoặc là tiếng nói của cộng đồng, mà câm mõm, không lên tiếng, không đặt vấn đề, thì Khải lên án những cái thành phần đó. Còn đối với những người dân bình thường thì Khải xin lỗi, Khải hiểu rồi là đôi khi quý vị bận biểu, ai cũng có công ăn việc làm, không có rảnh háng rỗi hơi, vô công rỗng nghề như Khải, không có chịu đi làm, không lo đời sống, không có trách nhiệm, không phải lo cho con cái, gia đình, không trả tiền nhà, không trả tiền điện, không trả tiền xe, tiền bảo hiểm, không có bảo hiểm sức khỏe. Thì ai mà rỗi hơi, ai cũng phải bận biểu, đầu tắt mặt tối, đi làm để mà kiếm sống, để mà chu toàn bổn phận làm cha, làm chồng, làm vợ, làm mẹ, kể cả làm con. Thì Khải hiểu, Khải không có quyền đòi hỏi quý vị phải lên tiếng, phải theo dõi, phải quan tâm. Khải rút lại cái lời mà những cái lời nói của Khải trong cái buổi nói chuyện tối hôm qua, Khải xin lỗi một lần nữa, chân thành xin lỗi. Khải xin chuyển, tức là Khải, cái đối tượng đó là bây giờ sau khi xem cái clip của Minh Giang thì Khải chỉnh sửa lại, Khải rút kinh nghiệm, ghi nhận và coi như sửa sai. Là Khải muốn nói lại là những cái lời lên án đó là Khải đổi lại cái đối tượng cho nó chính xác hơn, cho nó hợp lý hơn, là Khải lên án những thành phần mà gọi là community activist, những thành phần tự nhận là dấn thân, sinh hoạt cộng đồng, lãnh tụ cộng đồng, đại diện cộng đồng, tiếng nói cộng đồng, hoặc là ký giả, rồi là lão thành, cây bút, rồi lãnh tụ, rồi đại diện, ban bệ gì đó. Thì những thành phần đó phải lên tiếng, giống như Khải với ông Ngô Kỷ và anh Minh Giang và nhiều người khác. Thì hôm nay thì Khải muốn muốn nói như vậy, và Khải mời quý vị xem cái clip của anh Minh Giang, tại vì anh có gửi cho Khải, và hình như cái bản hôm nay là cái bản anh cắt rút gọn lại từ trong cái buổi nói chuyện lần trước. Thành ra là các bạn cho Khải 30 giây nha, để Khải upload cái chương trình Khải mới làm xong, mà nó mất cả nguyên một ngày trời mới làm xong, là tại vì mấy bữa nay cái laptop nó bị hư, nó mát, thành ra mình làm lưng chừng có nó nhảy lung tung, là cứ làm rồi phải đi làm lại, làm đi làm lại hoài, mà máy nó cứ bị hư á, làm lưng chừng nó đang chạy, nó đang rendering, nó đang còn upload thì là nó bị coi như là nó dở chứng, nó rớt mạng rồi, nó đơ. Đại khái là cứ làm nguyên ngày hôm nay làm mới xong, thành ra cho phép phải 30 giây phải up nó lên. Phải quên, phải chưa up, nó mới finish, nó mới save xong, nó mới gọi là finish, mới chấm dứt á. Cái file dài 4 tiếng của Khải với anh Ngô Kỷ nói chuyện cách đây 6 năm, mà Facebook, Khải làm livestream trên Facebook với anh Ngô Kỷ cách đây 6 năm. Thì hôm qua hôm kia thì Facebook nó có pop up, nó có
đề xuất nó hiện lên, nó nhắc Khải, thành ra Khải xem Khải bất ngờ, Khải nói wow, đúng vào cái thời điểm mà ông đại sứ Ted Osis ông cũng họp báo ở Little Sài Gòn và ông cấm không cho cờ vàng xuất hiện trong cái buổi họp của ông, thì anh Ngô Kỵ với Khải cũng ngồi nói chuyện và cũng nêu cái đề tài đó lên, và cái lập trường quan điểm của anh Ngô Kỵ với Khải đúng cách đây 6 năm vào cái sự việc đó cũng nhất quán trước sau như một, giống như hôm nay mà quý vị nghe thấy trên Facebook của ông Ngô Kỵ mấy tuần nay, mấy ngày nay ông mấy ngày nay trong tuần rồi ông lên tiếng đó. Thì là bây giờ Khải, nếu mà các bạn rảnh thì mời các bạn là theo dõi cái chương trình này, Khải up lên có lẽ là ngày mai thì nó sẽ được là xem được ở trên YouTube. Còn hồi hôm qua thì Khải có đưa lên rồi, nhưng mà cái đó là phần 2 nha các bạn, Khải quên, tại vì hồi cách đây 6 năm Khải khi mà đang livestream trên YouTube đó thì nó bị hết pin hay là nó bị cái gì đó, thành ra Khải phải là bật máy làm lại, có nghĩa là nó có hai phần mà Khải chỉ mới up lên được một phần thôi. Đến chừng Khải vô Khải coi lại mới thấy là tức là có hai phần mà mới có đưa lên có một phần thôi, thành ra mấy hôm nay Khải mới mò mẫm Khải làm cái phần 2 thì nó dài những hơn 3 tiếng lên. Nói là phần 2 lại là cái phần 1 nha, tức là Khải đưa hồi hôm qua, Khải đưa là đưa cái phần kết, tức là cái phần 2, cái phần sau đó nó là 1 tiếng 17 phút. Còn cái phần đầu là 3 tiếng mấy thì là Khải không thấy. Thành ra Khải chỉ thấy cái phần sau, Khải mới up cái phần sau lên trước. Thành ra nếu mà các bạn nào có xem rồi đó thì đó là cái phần sau nha. Còn cái mà hôm nay mà Khải đang up lên bây giờ là đang mới bấm cho nó up lên đó, thì ngày mai có lẽ sẽ có hình, thì nó sẽ là coi như là cái phần phần đầu của cái buổi nói chuyện của Khải với anh Ngô Kỵ cách đây 6 năm. Mà Khải có khoe, Khải nói là khi mà làm chương trình xong hai anh em đi ăn phở Thanh á, thì ra đến tìm phở, Khải mở cái Facebook lên là thấy có 10 mấy ngàn view rồi. Mà các bạn biết là Facebook cái thời đó không có view nhiều đâu, làm một cái chương trình YouTube thì chỉ cũng có vài trăm view, chừng 1.000 view là nhiều lắm rồi, chưa bao giờ Khải lên đến 1.000 view hết á. Mà Khải với Ngô Kỵ mới ra ngồi xuống cái Khải mở lên đã thấy 10 mấy ngàn view rồi. Khải rất là bất ngờ, Khải mới nói với anh Ngô Kỵ, wow, anh Ngô Kỵ có 10 mấy ngàn view rồi. Có nghĩa là Khải nghĩ phải có cả 5-10 ngàn người xem trực tiếp, khoe để nói với quý vị rằng cái clip đó đó anh Ngô Kỵ là mình là có nhiều view hơn Trương Quốc Huy nha. Tại vì khoảng mấy tháng sau Trương Quốc Huy mới khoe là nó ô lần đầu tiên Trương Quốc Huy có 5.000 người xem trực tiếp, 5.000 người xem trực tuyến nha. Là khoảng mấy tháng sau khi mà Khải với anh Ngô Kỵ đang làm chương trình ở Sài Gòn Capital đó, thì Khải thấy là Trương Quốc Huy có lên khoe. Mà cái clip này đó là trước đó Khải làm ở Facebook đã có 10 mấy ngàn người xem rồi, có khoảng 5-10 ngàn người xem trực tuyến rồi. Tại vì Khải ra đi ăn một cái là đã có 10 mấy ngàn view rồi. Và sau này có một số người lấy cái clip này bỏ lên YouTube. Tại vì Khải lúc đó là Khải chỉ xài Facebook, Khải không có làm YouTube. Mà Khải là cái người đề nghị, nói là anh Vũ Hoàng Lân nên làm Facebook. Tại vì anh Vũ Hoàng Lân thì ngược lại với Khải, anh Vũ Hoàng Lân thì chỉ có kênh YouTube mà không chơi Facebook. Thì Khải mới nói, Khải nói không, anh Lân cũng nên có cái kênh Facebook để dùng cái này giới thiệu cái kia, để coi như song hành, song kiếm hợp bích, để mà dùng Facebook giới thiệu quảng bá đẩy cái YouTube lên. Và khi mà Khải đề nghị như vậy thì cái kênh của anh Vũ Hoàng Lân chưa có nút bạc. Lúc đó anh Vũ Hoàng Lân còn chưa có được 100.000 người sub nữa. Thì sau này mấy tháng sau anh Vũ Hoàng Lân mới ăn mừng cái nút bạc nha các bạn. Nói như vậy để khoe là cái quá khứ Khải với những người như anh Ngô Kỵ với anh Vũ Hoàng Lân và kể cả Trương Quốc Huy, cái thời điểm, cái giai đoạn đó là cái chỗ đứng của mỗi người ở đâu. Rồi bây giờ Khải mời các bạn nghe cái phần nói chuyện của anh Minh Giang nha, để Khải mở cái tiếng nó lớn lên tí xíu. Rồi Khải có ghé ngang qua Lee Sandwich là mua thêm mấy ổ mì để về ăn tiếp nữa. Rồi Khải mời các bạn xem nha. Đến cái vùng lý thuyết này rồi, lẽ ra đây là một sự kiện rất là bình thường, bởi vì ông ta không phải là đại sứ duy nhất và đầu tiên đến cái vùng này. Trước đó đã cũng có nhiều
với đại sứ cũng đã đến đây rồi. Tuy nhiên, ông như là những ngày vừa qua mà nhiều người đã phân tích và những cái thông tin cho thấy rằng đó, hàng loạt những người tai to mặt bự ở trong cộng. Xin lỗi các bạn, nhà máy chắc nó lại kiếm chuyện nó rồi, nó cứ đơ như vậy. Cộng đồng, một số lớn những cái dân cử, rồi những cái nhà gọi là... Các bạn chờ hãy chỉ làm những cái gia rồi. Các bạn thấy ông máy bây giờ nó kiếm chuyện rồi. Người ủng hộ gia, tạm thời giờ phải chưa có tiền để thay máy mới nha các bạn. Tại cũng sẽ là cái fundraising để mà kiếm ngân sách để tiếp mà mướn trong một cộng đồng cờ vàng, trong một thành phố tổng mà số Western thành phố gọi là bắt đầu làm việc nha. Thành phố mà có vẫn còn đó và vẫn còn tồn tại những cái gọi là nghị quyết. Thật ra thì họ gọi là cái nghị quyết là cũng không đúng, cái resolution là không phải là cái nghị quyết, đó cũng chỉ là những cái bản lên tiếng thôi. Và cái điều này thì tôi khai đã giải thích rất là nhiều lần rồi, cờ vàng đó là cái đảng nào là nói không bình cờ đỏ, là không đón tiếp những ngâm cái đó phái đoàn cộng sản không hoan nghênh, và kêu họ nghị quyết lên tiếng cộng sản quyết gọi là 4953 để mà lên án chỉ trích những người mà làm ăn với cộng sản, thân thiện với cộng sản, ngay cả những cái báo giới, những cái truyền thông, những cái youtuber mà liên hệ với anh Việt Nam hay là đưa tin, phải tắt đèn đi nha các bạn để cho nó khỏi chói cái họ lên tiếng và cảnh báo cái gì rồi. Nhưng mà cuối cùng thì thấy rằng cả một cái cộng đồng cờ vàng như vậy mà những cái người mà có mặt trong những cái ngày hôm đó thì lại không thấy có một cái cờ vàng, đã bị cộng đồng chỉ trích lên án và người ta lộ đẩy ra một cách rất là coi như là công nhiên như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy có một cái phản ứng đó, là một số ít người thì người ta lên tiếng, nhưng mà đa phần truyền thông kể cả youtuber đã không có nói nhiều về vấn đề này. Đó, cái phần này là Minh Giang nói đúng nè. Hỏi cho chúng tôi là tại sao như vậy? Có nghĩa là thì tôi Khải chỉ có quyền lên án truyền thông thôi. Những cái điều này nói thì nó đụng chạm, nói thì có khi thì các bạn sẽ hiểu lầm là ganh ăn tức tở hay là cái việc mà đố kỵ gì đó để mà nói. Nhưng mà không, bởi vì chúng ta muốn trao đổi những cái thông tin, và khi mà nói về cái tình hình của cộng đồng thì chúng tôi muốn cho các bạn biết sự thật. Cái sự thật ở cái góc nhìn có thể là biến diện của Minh Giang, nhưng mà nó cũng tạo thêm những cái thông tin để mà chúng ta có cái cơ sở để mà đối chọi thêm, để mà đối chiếu, để mà đối chọi cái gì mà làm giống như là quấn lộn rồi đối chọi thì không phải. Thì đầu tiên hết á, là những người mà trong truyền thông họ thấy rằng từ sau cái sự kiện Pha Ba, từ sau cái những cái sự kiện mà dốc láo, cái sự kiện mà Mỹ Dân để mà quấn cờ vàng, để mà múa mai cờ vàng kiếm phiếu, kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm viện trợ, rồi kiếm lợi ích vật chất gì đó, thì nó đã lộ tẩy. Nhưng mà tại sao người ta không chỉ trích? Là bởi vì họ có thọ hiểu, bởi vì họ có đạp dò đạp cẳng, họ có được cái phần lợi ích trên đó. Hay nó đúng hơn, có những cái từ mà người ta dùng cái từ là đấm mỏm đó, đấm mỏm rồi, cho nên là cùng hội cùng thuyền nhóm lợi ích, họ thấy đúng, họ cũng trả nhóm kèm. Bởi vì sao? Lợi ích chồng chéo, nó không có mang cái lợi ích vật chất cho mình, và họ cũng không phải là truyền thông, mà họ là cái thứ bưng bô, là cái thứ phe này đánh phe kia, cái thứ mà một chiều, cái thứ là đặt hàng, cái thứ là tài sai. Đó là cái điều rất là rõ ràng như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta muốn lý giải rõ rằng là tại sao truyền thông ở trong cộng đồng nhiều khi họ yếu nhất như vậy, họ chả dám lên tiếng một cái vấn đề gì mà nổi cọ. Và khi mà lao vào đó, ví dụ như trong những ngày vừa qua đón tiếp ông đại sứ của Hoa Kỳ là Mark Tapper, trong đó có nhiều dân cử, có nhiều tai to mặt bự, thì một số truyền thông thì có khi mà không đứng về phe ông này thì cũng đứng về phe bà kia, không đứng về, không quảng cáo cho doanh nghiệp nọ thì cũng quảng cáo cho doanh nghiệp tôi nớ. Thành ra thì nó bị đan xen với nhau, nó bị đạp dò đạp cẳng về cái quyền lợi ích vật chất với nhau, nó gọi là đối chọi về cái lợi ích nha. Cho nên thì họ phải câm mõm hết thôi, họ thấy đó nhưng họ câm mõm hết, cũng giống y như Ba Ba cũng vậy. Cái vụ Ba Ba thì hàng loạt các cái dân cử đi đến để mà dự như vậy,
trong một cái dạ tiệc đó của một cái doanh nghiệp mà ngay cả ông Đao Bích Dương là cái người mà làm ăn với Việt Nam thì ai không biết, mấy chục hơn hai một thập kỷ nay thì ai không biết, nhưng mà giả đòi giả điếc rồi giải thích lung tung sao không. Ông Đao Bích Dương thì một cái doanh nghiệp mà lớn như vậy làm ăn hàng ngàn tỷ, thậm chí là chính quyền Việt Nam còn đang yếu ông Dương theo như cái tố cáo của ông Dương là lên tới 4.000 tỷ cơ mà. Tại vì ông Đao Bích Dương cũng bao vàng, ông tài trợ cho cái đám dân trường biệt này. Bóc làm ăn rất là dữ dội, và để làm được như vậy thì phải được hưởng rất là nhiều các cái chính sách ưu đãi, được cộng sản giúp đỡ rất là nhiều, chứ làm sao nó không được giúp đỡ mà ông ta thành công như vậy. Rõ ràng. Thấy đó chứ, nhưng mà những cái đồng tiền ông Đao Bích Dương đem về để mà ủng hộ cho cái hội ba ủng hộ cho các cái nhân cử, còn thậm chí là nói thẳng luôn là tài trợ cho các cái nhân cử, cho các quỹ tranh cử cùng với ông Kiệt gì đó, một ông mà ông thần lúc nào cũng xưng rằng làm thánh gì đó, rất là dữ dội, tạo ra một cái đạo lý của bằng đó là chúng tôi sẽ nói sao bằng một cái chương trình, một video clip riêng để mà đào sâu hơn về những cái tu tập ở Mỹ đó. Ở Mỹ gọi là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng mà ở Mỹ có những cái sự tu tập rất là tào lao. Chúng tôi sẽ làm những cái chương trình riêng để mà nói về cái điều đó, để mà so sánh với những cái quản lý ở trong Việt Nam liên quan tới cái việc mà xử lý ví dụ như những người tu tập trong cái vụ Thiền Am chẳng hạn. Thì khi mà ba nói, chúng ta thấy rằng ông David Dương rồi những cái công ty bảo trợ trong đó, ngay cả Vietnam Airlines, ngay cả coi như là VinFast, cờ đỏ sao vàng thì bay phất phới trong cái đuôi máy bay này, nói là không thấy sao, không thấy mấy anh nhạy cảm cái cờ đỏ dữ lắm, nhìn một chút là mấy anh nhảy động lên là giống, nó giống như là nước sôi, nghe hơi nó lúc cần thì thấy, còn không cần thì sẽ không thấy. Giả mù và coi như là phớt lờ luôn. Và truyền thông thì cũng nhiều cái truyền thông cũng chả dám nói gì cả. Bởi vì chính vì cái truyền thông ở trong cái khu vực này là truyền thông một chiều, truyền thông chống cộng, truyền thông yếu nhất, cho nên là họ không có dám cất tiếng lên đụng chuyện gì đó, họ không biết bảo vệ cái lẽ phải là như nào. Và hiện giờ cái xu thế nó cũng đã khác rồi, nhưng mà họ cũng chả dám nói nữa. Cái này anh Bình Giang nói đúng. Cái xu thế là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ và cơ hội làm ăn rất là nhiều. Trong số những cái báo chí đó thì có lần là chúng tôi cũng đã nói chuyện với những người làm trong ngành truyền thông. Họ còn nói rằng họ muốn quay những cái thức phim mà đá banh á ở trong Việt Nam, khi mà những cái đội tuyển Việt Nam mà hừng khí thế mà chiến thắng như trẻ tre, và cái lượng người xem rất là nhiều, những cái truyền hình ở bên đây họ muốn chiếu. Nhưng mà họ nói họ chiếu xong rồi thấy cái áo thì có cái cờ đỏ sao vàng, rồi ngay cả khán giả thì cũng kéo cờ đợi ngóc ở ngoài đường phố. Và như vậy thì đưa lên truyền hình ở đây, sợ mấy cụ, mấy ông, mấy người mà họ cực đoan thì họ sẽ tẩy chay, họ chửi bới. Cho nên là khi mà lấy những cái thức phim đó, họ phải che bớt đi, họ phải làm mờ đi, họ phải làm cho nó khác đi, và họ phải xóa đi những cái gọi là những cái hình ảnh mà họ cho rằng nó gây ra một cái sự chống đối ở bên đây. Hèn nó như vậy đó, làm truyền thông mà không phải nói không vậy mà còn nói là trung thực, và chửi cái bên ở Việt Nam. Khi mà nói về những cái vấn đề trong Việt Nam thì chửi hay lắm, chửi như là chim hót, chửi như cái thằng lớp 7, và nó chụm đầu bệ với nhau để mà nó chửi bới. Nhưng mà nó chửi bới như vậy thôi, mà thật ra nó không phải như vậy. Chính bản thân họ đó, rất là nhiều người trong cái giới truyền thông chúng tôi thấy rồi, đăng đàn trên mạng xã hội, ngồi trên YouTube cãi chửi lung tung, chửi giữa nó có cộng sản thế này, cộng sản chứ không có nhân chủ, không nhân quyền, ông Trọng thế này, ông Phúc thế kia này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng thì chui đầu về trong Việt Nam. Người thì đi về du lịch, đi tìm cơ hội làm ăn, về kết nối, thậm chí là có đầu tư, có mua nhà trong đó nữa. Rồi có kẻ thì mới gần đây, đây cũng một cái tờ báo Việt ngữ trong khu vực, dẫn con về trong Việt Nam, rồi còn muốn tìm cơ hội cho con cái tập sự trong Việt Nam, mặc dù là nó chưa học xong đại học. Bởi vì sao? Về nguồn, nghĩ rằng ngầm... Tức là tụi nó ăn hai món. Cho nên là lợi dụng... Đưa người cửa trước, đón người cửa sau. Về, mặc dù là ở bên đây thì công cổ, lên trên đài công cổ. Một cái tờ báo mà tiếng nói tiếng Việt đang hoài kinh khủng, nhiều chúng tôi biết rất là nhiều, và những cái điều đó nó dối trá cho chính họ, mà nó dối trá cho cả cộng đồng nữa. Chúng ta thấy rằng cái cộng đồng này nó bị dối trá rất là dữ dội. Ví dụ như trong cái hội ba ba, khi mà bị tố cáo rằng là làm một cái tiệc mà có các cái doanh nghiệp của cộng sản, và chính ông Đao Bích Dương cũng là một người làm ăn với chính quyền Việt Nam rồi, sau đó thì để vuốt ve cho những cái điều đó thì hội va ba
thì kéo một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bay ngang đầu của các cụ cờ vàng ở vùng lý đô Sài Gòn ngay ngày 30 tháng 4. Những cái điều đó nó không thể hiện làm cái trước sau gì cả, và nó là màu, một cái điều lừa Mỹ, một cái điều mà nó làm cho người ta thấy rằng đó là cái cộng đồng này nó sống cái hình thức và nó dễ bị dụ dỗ và họ muốn như vậy, họ muốn muốn bị lừa, họ không, họ nằm mơ, họ không muốn bị thức dậy. Hoặc là những cái người giàu có, những cái người mà họ thành đạt thì mấy ông cần tiền tôi cho tiền, mấy ông thiếu ngựa tôi cho ngựa, mấy ông gọi là đi bộ thì tôi cho ngựa, đi thủy tôi cho tiền. Như vậy là khoái rồi, như vậy là coi như là bị mua chuộc, như vậy là xong. Cho họ thích uống nước đường này, thì thích bị rút được ru ngủ, được quay tay, mình làm sao mà dám nói. Bây giờ dân cử đó có mặt trong cái buổi tiếp của ông đại sứ, bây giờ chả cờ vàng cả cờ đỏ hay là chả có đường hướng chiến lược gì cả, cũng chả có hoạch định gì, cũng chả có nói dân tức là nó là tay sai cho bưng bô cho cộng sản, nó không không được làm tay sai cho cộng sản, nó là tay sai cho những thằng bưng bô cho cộng sản. Phân tích cũng dám đưa tin, cũng dám chính vì cái điều đó đó là chúng tôi muốn trả lời cho một cái bạn khi mà đặt câu hỏi cho chúng tôi rằng cái truyền thông ở Hoa Kỳ tại sao thấy ít nói về cái chuyện này quá, và tại sao người ta không dám phân tích sao mà người ta cũng không có chỉ trích cái cộng đồng hay chỉ trích những truyền thông kiếm cơm, truyền thông bưng bô, chỉ họ nói còn không mạnh bằng ông Minh Giang nữa, tại sao như vậy? Thì thật ra thì chúng tôi cũng không phải là nói mạnh gì đâu, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện thật thôi, chúng tôi không có nhu cầu để mà đánh phá ai cả, bởi vì chúng tôi không thù ai hết, chúng tôi muốn có cái sự cộng đồng nó đoàn kết và muốn có một sự kết nối và muốn có một sự lành mạnh. Và chúng ta phải tránh đi những cái điều dối trá, những cái điều dối trá, những cái điều mờ lừa mị nhau đó, nó đã có mấy chục năm nay rồi, và bây giờ phải đã đến lúc phải đẩy lùi nó, đẩy lùi nó để làm chi, để không có cái, để chúng ta đập tan đi những cái gọi là phe đảng, những cái mà nó cấu kết với nhau rồi nó đưa những cái đồ giả ra để mà nó trở nên một cái lãnh đạo trong cái cộng đồng. Khi mà chúng tôi nghe một cái ông mà tài phiệt ở bên Bắc Cali, mà ông này ông nói chuyện với một cái anh lớp 7, ông nói rằng đối với chúng tôi mà ủng hộ cho cỡ như là anh lớp 7 nó mà lên làm ứng cử không có khó gì hết. Kinh khủng như vậy. Một thằng lớp 7 nó cũng thể là đưa lên làm lãnh đạo được, bởi vì nó nghĩ nó có tiền đâu có khó đâu, quăng tiền ra thôi, làm mờ mắt các vị cờ vàng, quấn cờ vàng đó, xưng là kỹ sư, xưng gì đủ thứ chuyện hết, rồi nó mướn một cái đám truyền thông mà gọi là lông cơm sôi thịt đó, nó đi quảng cáo, nó đi đánh bóng tên tuổi, nó sửa mặt sửa mày, nó mướn một cái đám mà vô công rỗ nghề đi lên bưng bô để mà nó vận động, nó có tiền mà, cho nên là nó nói rằng tao có tiền tao đưa rác nó làm lãnh đạo tụi bay cũng được, tao có được. Thế là giống như Minh Giang nói á, là đây là cái đám truyền thông bưng bô, truyền thông kiếm cơm á, truyền thông sâu bọ, truyền thông rác rưởi đó, mà Trần Nhật Phong nó gọi là truyền thông thổ tả đó, là cái đám tay sai âm binh làm công cụ cho cái đám mà hoạt động chính trị dân cử cuội này, cái đám bịt bợm lưu manh này. Thính thưa quý vị, là Minh Giang đang nói đến Ngô Tuấn Kiệt mà nói là sẵn sàng là đưa Trương Quốc Huy lên làm thị trưởng, làm dân biểu đó. Xin lỗi các bạn, không có máy nữa. Để mình khởi động nó lại nha. Máy này nó không có còn hoạt động bình thường nữa rồi các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Tao có điền, tao đưa một cái thằng thất học, một cái thằng vô học, một cái thằng lưu manh côn đồ lên làm lãnh đạo cái cộng đồng này không được. Thực tế nó đã có như vậy.
cái đó đưa Nam Quang lên đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu thêm rất là sâu về cái cộng đồng người Việt ở vùng mà gọi là hữu quốc tị nạn á, chúng ta mới thấy được rằng nó không phải như một số kẻ mà nó tân bốc đâu. Chúng tôi rất là tôn trọng những cái người, kể cả những người trong lực lượng cờ vàng, các chú các bác, những người đã đi ra khỏi chiến tranh. Việt Nam 1975, người ta vẫn còn đó những cái ký ức, vẫn còn đó những cái nỗi nhớ về một cái thời son sắt của cái thời tuổi trẻ. Dĩ nhiên người ta có cái lý tưởng lúc đó, bây giờ có nhiều người đánh giá rằng nó là vấn đề này, vấn đề khác. Tuy nhiên đó là cái điều của lịch sử. Và dù gì đi nữa, ai đi nữa, cái máy nó bị đơ, thì người ta cũng phải là một cái đồng hương của mình, là một người công dân Việt Nam, hay là một người Việt Nam đi. Nếu mà nói tới công dân có khi người ta đã tranh cãi, nhưng mà rõ ràng là một cái người Việt Nam. Thì bây giờ nhiều người đa phần là thầm lặng, đa phần là họ thủ thường, và đa phần là họ hướng tới cái tương lai, hướng tới cái hiện tại để mà củng cố cho cái đời sống. Và nhiều người thì cũng từ cái lực lượng cũ, chính là người thân của chúng tôi rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn có những cái ánh nhìn hoàn toàn khác đi, hoàn toàn hiện đại, hoàn toàn phù hợp. Hải không có đụng gì nha các bạn, từ máy á, từ ổn nó nhảy á. Giờ nó cái máy này giờ nó điên rồi. Ở với cái thực tế, khi mình nhìn về Việt Nam, nó hoàn toàn có không phải như là một cái cư xử thô lỗ của 2-3 thập kỷ về trước. Không có cái chuyện đó. Cho nên đã đến lúc phải thức tỉnh và đã đến lúc phải định hướng để làm sao mà dọn đường cho các cái con cháu của chúng ta. Những con cháu chúng ta mà đang sinh ra và lớn lên ở tại Mỹ, bây giờ nó 20 mấy, 30 mấy tuổi, làm sao mà nó dám bước chân ra cái cộng đồng này. Có nhiều đứa trẻ chúng tôi tiếp xúc và nói coi toàn con sợ quá, cháu sợ. Ra mấy chú mấy bác ghê quá, bây giờ cái gì mà cộng sản, cộng xéo, con đâu biết thế nào là cộng sản, cộng xiết gì đâu. Ai cũng chụp hết. Và chưa gì hỏi mày, con mày là con ai nữa. Ba bố mẹ mày làm cái gì, ông nội bà nội mày làm cái gì, có phải là cộng sản mà người ta soi còn hơn là ở bên mà họ chửi là cộng sản, mà cuối cùng là họ còn soi tám đời còn hơn cộng sản. Có thể cái nhận định tại thì phải với Minh Giang giống nhau, nhưng mà về giải pháp thì chưa chắc là giống nhau nha các bạn. Họ phải làm lính, họ phải nghe lời họ, giải pháp và hướng đi thì chưa chắc là giống nhau nha. Tại sao vậy? Tại sao mà những cái nhân tố đó, những cái điều có thể làm hướng tới cái việc mà phát triển nó toàn diện của cá nhân của con người mà phải bị khống chế như vậy? Gọi là tự do cái gì mà gọi là thoải mái là như thế nào? Trong khi đó đó thì ở một cái nơi xa xôi nào đó thì chỉ thích hay, trong khi bản thân mình đó thì lại mất tự do, mất dân chủ, mất nhân quyền, mất đủ thứ, mà cũng bám vào một số cái lý thuyết cũ kỹ. Thì đó là cái điều mà chúng ta nói dông dài một chút, nó hơi đi lạc đề một chút, nhưng mà nó phần nào nó cũng phản ánh cái cộng đồng này. Thì trở lại cái vấn đề là cái việc mà tiếp xúc ông MacDubber, những cái dân cử đó đó, những cái người mà to mặt bự đó, đặc biệt là những người thường hay quấn lá cờ vàng, thường hay lợi dụng hay là tố cáo chính quyền Việt Nam. Đúng, lợi dụng nhân dân chống cộng, lợi dụng cờ vàng, tố cáo cộng sản Việt Nam. Cố sáu này kia nào, cái chiêu bài chống cộng đó, sau này nó im cái miệng là đi, câm cái miệng là đi. Tại vì bây giờ hết ăn rồi, gió đó đủ chiêu. Một cái cá nhân nào mà nói về những cái điều đó thì chúng tôi sẽ lên tiếng lập tức, chúng tôi sẽ chỉ trích, và họ rất có thể là sẽ trở thành một cái mục tiêu để mà chúng tôi sẽ làm rõ. Cái này thì anh Minh Giang với phải đồng hành với nhau. Bởi cái chuyện này ngay cả ông MacDubber đến đây ai cũng biết là có thỏa hiệp rồi. Không thỏa hiệp sao mặt, mấy cái thằng dân cử tại sao cái gì không có nói gì vấn đề mà chống cộng chống kẹo đó, giống như là trên mồm cái gì là gần như là cái câu tụng đó. Há miệng mắt quay thì thôi thỏa hiệp thì thôi thỏa hiệp, âm binh tay sai mà sao mà dám mở miệng. Tôi không phải nói như vậy để mà kích hoạt quý vị, để mà quý vị chống cộng, bởi vì tôi biết rằng quý vị cũng chả chống cộng, quý vị xạo thôi, quý vị đúng vậy hô hào chống cộng để mà kiếm phiếu,
kiếm tiền, cái đám truyền thông cũng vậy. Thầy với Bác Tường nó nói bao nhiêu năm nay rồi. Nó nghĩ là cộng đồng này chống cộng, cho nên là nó công lưỡi, nó buôn hận thù bán hàng giả. Cái từ mà nó cho là cái từ cộng sản nó cũng dám dùng, bảo đảm hay là đảm bảo. Và cái này là lý do mà Khải bỏ VSN mà Khải với Bruce Trần gây lộn với nhau là vì cái vấn đề câu quan hệ là từ của cộng sản, liên hệ mới là từ của Việt Nam Cộng Hòa. Điều nhiều nhau nó đến đổi mà nó tục tiểu mà nó thấp hèn đến như thế, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Và các vị dân cử đó, các cái đám truyền thông mà cùi ở hải ngoại này chả bao giờ là dám lên tiếng, và nên dẹp bỏ. Ai cũng biết rồi, ngay cả bà Michelle Tiêu, ngay bà coi như là ông Luguria cũng vậy, lúc nào chúng còn chúng tôi đã đạo cộng sản mà Michelle Tiêu tranh cử thắng cử là nhờ chương cái bản đã đạo cộng sản, chương cái banner bản đã đạo cộng sản. Tào Lao đấu, càng đấu thì Việt Nam với Mỹ càng sâu sắc hơn, làm ăn tốt hơn. Bây giờ cấm mồm mà không có đại đạo mà chống cộng thì hùng đủ hơn. Ngày mơ chắc là giải phóng Việt Nam, ngày mốt Việt Nam có dân chủ, ngày mơ vì cộng sản không sụp đổ gì đâu. Thấy chỉ thấy là cái đám mà nó lợi dụng, nó xin phiếu mình á, thì nó càng lúc nó càng làm cao hơn, tiền nó nhiều hơn, nó mua nhà coi như là mặt tiền nhiều hơn. Cái đám mà gây quỹ chống cộng thì nó mua chẳng những là nhà mặt phố, mặt biển, mặt núi. Giờ nó lo bắt tay với cộng sản như Nam Quang, lo làm ăn với cộng sản rồi, tiền già thì bưng bôi cho cộng sản, rửa tiền cho cộng sản. Nó còn ngắt lại cho nó 50%, cho nó 50% đó thì nó nhận tiền mình nó vui vẻ. Dạ lúc nào con cũng nghe chú biết bác, con nghe lắm, chú bác nói hay quá. Dạ lúc nào nhớ dạ. Hồi đầu chú tạ hiền lắm, dạ nay. Xong người ta lấy tiền bỏ lúc nào cũng đi, là cúi đầu chào hết. Ngu mấy già này ngu, cho tiền tao nó xài cho vui. Đúng vậy, nó nhận tiền xong nó trong bụng nó chửi ra mấy già ngu là được, có hoàn toàn là chính xác. Nó bị xỏ mũi, tội nghiệp mấy cụ, tội nghiệp mấy người thù hằn cộng sản, tội nghiệp mấy người có ác cảm với chính quyền Việt Nam, mấy người phải tôn thờ cờ vàng, nhiều khi họ rất là thiếu thông tin, cho nên là họ bị cái đám này nó xỏ mũi, cái đám này nó dẫn dắt và nó lợi dụng luôn, nói thẳng như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, muốn nói về vì sao mà các cái gọi là những cái người mà truyền thông hay là YouTuber gì đó, các thứ ở tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn này chả có bao giờ lên tiếng chỉ trích gì. Những cái việc mà không có cờ vàng, hay là cái việc mà những cái dân cử mà có mặt trong đó, tại sao lúc thì họ hô sao chống cộng là họ lại đi tiếp một cái đại sứ mà thân cộng. Đại sứ trong mắt YouTuber luôn rất là sẵn thân nhất trong các đại sứ của Hoa Kỳ. Và ông ta đóng cái vai trò quan trọng lắm, giúp ích cho Việt Nam. Không ai đã thế được dữ dội. Mấy anh đứng kế cộng sản, mấy anh ngồi họp cái gì, họp cái gì mà ông Trần Thế Văn họp cái gì mà 40 người mà lại ở trong một chỗ nào đó mà dám nói với báo Register là 40 lãnh tụ cộng đồng đang triển khai một cái nghị quyết gì của Việt Nam hả, hay là một cái chương trình gì đó làm ăn Việt Nam, trong khi ông ta hô hào chống cộng âm thầm lén lút. Những cái dân cử cũng vậy, họp có thuốc lộc thọ thì duy vô phòng họp là họp cái gì, bí mật gì mà có bổn phận trách nhiệm và tường trình báo cáo cho đồng hương biết. Một là quý vị bước ra luôn đi, bước ra luôn thôi, bây giờ không chống cộng nữa. Giống như Minh Giang nói, Minh Giang nó nhận định rất là nhiều đó, nó nói rằng bây giờ là không có chống cộng nữa, bây giờ là cái cộng đồng này nó như thế rồi, thử lửa xong hết rồi, bây giờ chúng tôi công khai luôn, chúng tôi ủng hộ theo cái nghị quyết của Hoa Kỳ, chúng tôi ủng hộ theo cái ban giao của Việt Mỹ, chúng tôi coi như là làm cho thịnh vượng hóa, thậm chí là kết hợp với cộng sản cũng đâu có sao. Chúng tôi hợp tác với các công ty doanh nghiệp ở trong Việt Nam để mà làm thịnh vượng cho cộng đồng, thêm công ăn việc làm cho người Mỹ, thêm công ăn việc làm cho người dân Việt Nam. Một cái điều bây giờ công khai như vậy đi, nó đã còn cái gì nữa, bài đã lật ngửa hết trơn rồi, tại sao không dám nói mà còn ầu ơ với dầu xạo xạo dốc dốc láo láo nữa để làm cái gì. Đó mới là vấn đề, và chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này nữa để mà phân tích và bình luận nhiều cái góc độ khác nhau. Hôm nay thì xin chúc quý vị một ngày thật là an lành, vui tươi. Dạ vâng, cảm ơn các bạn. Sẵn hồi nãy mình nói mình ghi nhận cái lời nhắc nhở gián tiếp hay là vô tình
hoặc là hữu ý của anh Minh Giang mà nó gợi cho mình thấy được cái sai sót của mình thì mình cảm ơn. Sẵn đây thì mình cũng ăn miếng trả miếng, mình cũng phải sửa lưng lại anh Minh Giang. Nói giỡn, mình nhắc nhở thôi, nãy gần cuối chương trình kính thưa quý vị, anh Minh Giang có nói là thử lửa xong rồi thì phải nghĩ chính xác là phải nói là ném đá dò đường, tức là nó đã dò đường, nó đã dò ý, xem tứ, thăm dò, ném đá dò đường, đã dọn đường dư luận, và cuối cùng nó thấy là hoàn toàn gió đã đổi chiều, là đồng hương không còn phản đối nữa, không còn chống cộng nữa, thành ra nó mới mạnh dạn nó quay xe. Thì một lần nữa Hải muốn minh định là Hải không lên án những người làm ăn với cộng sản, không lên án, không chống đối những người đang làm việc với Việt Nam. Hải chỉ muốn cái đám khốn nạn này nó phải lên tiếng, nó công khai minh bạch, nó nhận lỗi là bao nhiêu năm nay tụi nó nuôi hận thù buôn hàng giả và nó lợi dụng chiêu bài chống cộng, và bây giờ nếu tụi bay muốn quay xe, muốn làm ăn, muốn bưng bô cho cộng sản thì tụi bay phải công khai đường đường chính chính nhận lỗi, xin lỗi và công bố thiên hạ, chứ không có thể nào mà ăn hai máng, đưa người cửa trước đón người cửa sau, trước mặt đồng hương thì hô khẩu hiệu đã đạo cộng sản nhưng mà đằng sau thì đi đêm với cộng sản. Là cái chuyện đó Hải với những người như Minh Giang sẽ sẵn sàng mà bắt dò tụi nó, bắt mẻ tụi nó, lật mặt tụi nó, lên án tụi nó, để cho đồng hương thấy được những cái sự gian trá của cái đám khốn nạn này. Tức là tụi nó không phải thử lửa mà tụi nó đã dò đường và nó đã thấy là an toàn để mà có thể mà quay xe để chở cờ rồi. Kính thưa quý vị, mời quý vị nghe lại cái phần nói chuyện của anh Minh Giang mà nguyên cái bài nói dài của anh luôn. Khải xin lỗi tại vì Khải ăn chậm lắm, thành ra nãy giờ Khải vẫn còn chưa ăn xong, nên là Khải mời quý vị nghe tiếp cái phần nói chuyện của anh Minh Giang ha. Cái phần không, Khải muốn quý vị nghe lại cái phần mà ảnh nói luôn, cái phần liên quan đến cái chủ đề hồi nãy mà ảnh nói, cái phần chính, còn cái đoạn hồi nãy là anh mới cắt gọn lại thôi. Đây. Xin lỗi các bạn nha, cái máy Khải bây giờ nó bị điên rồi, thành ra nó không có nghe lời mình đó, Khải xin lỗi các bạn nhiều. Bây giờ nó cứ nhảy lung tung hết, Khải không hề bấm cái gì mà nó cứ tự động nó nhảy thôi. Mình chưa kịp bấm là nó cứ nhảy, mình không có làm gì hết, là nó cứ hứng, nó muốn làm gì nó làm à. Không biết nó bị cái gì. Các bạn chờ Khải 5 giây, Khải cố gắng Khải mở ra được cái chương trình đó của ảnh nha. Đây cái phần này, cái bài nói chuyện dài của ảnh nha. Này không phải là cái bài đó nhưng mà thôi, Khải cũng mời các bạn nghe. Cái bài này anh Minh Giang anh cũng có gửi cho Khải để Khải xem. Khải cũng có xem rồi. Không biết cái máy nó bị gì, kính thưa các bạn, nó cứ tự nó hứng là nó ngưng, nó hứng là nó nhảy à. Phải không có hề đụng gì vào cái máy hết trơn.
Xin lỗi các bạn, chịu khó nghe cái phần chào lễ nghi thức mặc niệm ha. Tại vì Khải nãy có xem sơ mà Khải không có chỉnh. Không biết chuyện gì xảy ra, kính thưa các bạn, xin lỗi các bạn nha. Khải không có đụng cái máy gì nha, nó tự nó nhảy chứ Khải không có làm gì hết nha. Bây giờ Khải chỉ không thấy tiếng, Khải mới ra cái tắt bớt đi thôi chứ còn nó quá hạn rồi. À, phần giới thiệu là cho Khải xin phép cho qua nha. Không biết ông Minh Duy anh nói cái gì. Chúng tôi nhận thấy có ông Phan Kỳ Nhân. Hồi xưa coi như là Khải cầm cái máy rồi quăng xuống đất cho nó tan thành mấy mảnh rồi đó. Giờ Khải cố gắng phải kiên nhẫn lắm á. Dạ vâng, mời các bạn nghe. Chào quý vị trên kênh Trực Diện TV. Sự kiện à, em Khải không hề bấm gì hết đó mà nó nhảy, Khải chẳng hiểu. Chút nữa Khải cầm đập nó sau. Dạ vâng, rồi thôi Khải xin lỗi các bạn, cái máy nó quá là ngang bướng rồi, quá chướng rồi, nó hư rồi, thành ra không cách gì mà xài được. Khải xin phép Khải sửa chào ra rồi coi như là cái chính là Khải đã đính chính lại cái lời những cái lời lộng ngôn tối hôm qua mà khi mà Khải đòi hỏi mọi người là phải lên tiếng, phải giống như Khải với ông Ngô Kỷ, Khải yêu cầu mọi người cũng phải lên tiếng đặt vấn đề với cái đám mà dân cử cuội đó. Thành ra Khải coi như là muốn rút lại cái lời đó, mà dựa theo cái lời mà cái bài nói chuyện của anh Minh Giang thì mình thấy là ảnh hợp lý, ảnh có lý khi mà là đặt vấn đề với cái đám mà coi như là truyền thông báo chí, nhất là đám mà tự xưng là lãnh tụ cộng đồng á, tiếng nói cộng đồng, đại diện cộng đồng, hướng dẫn dư luận rồi này kia á, thì tại sao mà từ cái tiệc rác và ba
đến những cái động thái gần đây của cái đám dân cự cuội này, mà lộng ngôn bịp bợm, ăn hai máng đi hai hàng, lương lẹo lấp liếm, coi như là đưa người cửa trước đón người cửa sau, không hề báo cáo, không hề tường trình, không hề họp báo minh định lập trường để mà công bố cái lập trường, làm sáng tỏ rộng đường dư luận, mà lúc nào cũng lấp liếm, đi ăn riêng đãi ông đại sứ, nhưng mà không dám trực tiếp xuất hiện cùng lúc với ông đại sứ Mark Knapper ở những nơi công cộng trước mặt truyền thông báo chí để mà có thể minh định lập trường, trả lời những câu hỏi của truyền thông báo chí, những người làm truyền thông chân chính chứ không phải cái đám âm binh tay sai, công cụ khen thuê chửi mướn, truyền thông rác rưởi, truyền thông kiếm cơm, truyền thông tay sai, khen thuê chửi mướn. Giống như Minh Giang nói là nó bao nhiêu năm nay cái đám truyền thông này nó ăn tiền của những người như là Triệu Phát, David Dương, Ngô Tuấn Kiệt, để mà nó đưa những cái thành phần rác rưởi như là Nam Quang lên làm lãnh tụ cộng đồng, lên làm dân cử đại diện cho cộng đồng. Dạ vâng, Khải cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Khải xin lỗi vì cái laptop nó hư rồi, không có phát được những cái chương trình như cái ý Khải tính toán. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt. Chào các bạn trên Việt Media nha. Wow, bữa nay là có 7 người đang xem liên tục sang trực tuyến rồi. Thầy rất là mừng. Hồi xưa là một lần mở lên là có 400-500 người xem, là năm qua nó đứng đằng sau nó há mõm ra, nó ganh tị. Mà bây giờ còn có 7 người thôi. Nhưng mà mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới nha. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.